Chương 3: Con rời, con Phật, quỷ cốc tử phục sinh một cái ghi ân. Sau mấy tiếng còi un un dữ dội, nghe như tiếng gầm của một thứ lợn rừng không cẩu quái, chiếc xe chờ 3 phút thì có một tên gia nhân chạy ra mở toang cánh cửa sắt đón xe từ từ vào sân. Những cây liễu, cây phủ dung, cây sương rồng là lào có cỏ tóc tiên, những đôn sứ, những luống hoa lạ hiện mập mờ dưới ánh đèn điện ở ngoài phố chiếu vào vườn của cái nhà Tây đồ sộ kiểu biệt thự. Ngần ấy thứ kích thích rất mạnh vào tâm trí của Xuân. Lần đầu nó cảm thấy đời nó từ nay mà đi dễ thường đã vào một kỷ nguyên mới. Còn ông lão thầy số thì thỉnh thoảng lại lườm nó một cách đắc chí và trợ lực như cho sự lườm nguýt của ông, bằng cách lấy khuỷu tay thích vào mạng mỡ của Xuân tóc đỏ hự một phát cái. Rồi ngồi cạnh người tài xế trầm ngâm, Xuân không dám phản đối lại bằng cách gì. Xe đỗ trước 12 thềm xi măng, người tài xế xuống mở cửa xe, bảo phó đoan rủ nhật, ví ra và chó bước xuống. Ông lão thầy số cũng ôm lấy cháp và chiếu, Xuân xuống sau cùng thì chiếc xe quay vào nhà chứa xe. Một người đàn bà mà y phục tỏ ra là gia nhân vội chạy xuống đỡ những cái đồ cồng kềnh cho bà chủ. Bà này hỏi, cậu đâu, cậu làm gì? Bẩm, cậu tắm. Cậu tắm à? Thế cậu xơi cơm chưa? Rồi không đợi trả lời, bà quay lại họ sau bảo, chị ba, sao chị lại để cho cậu tắm ở đây thế này? Ai lại sành sành ra như thế? Bẩm, cậu vòi thế, không chiều thì cậu lại khóc. Trong cái chậu thau khổng lồ, một cậu bé to tướng, béo mũm mĩm, mặt trông ngẩn ngơ, giá đứng lên thì ít ra cũng cao hơn một thước Tây, ngồi vầy nước như một đứa trẻ lên ba. Chung quanh cái chậu thau có vô số đồ chơi bày la liệt, nào là chó bông, con búp bê, cái ô tô, cái tàu bay, cái kèn. Bà chủ vừa đặt con chó xuống vừa nhanh nhỏ nói, à cậu tắm, cậu của mẹ ngoan, mẹ đi vắng, ở nhà có đứa nào đánh cậu không? Lù lù. Bà chó vừa, bà phó vừa hít hai tiếng còi thì con chó đã giơ hai chân lên trước lên, run run hai chân sau, cố đứng lè lưỡi dài, ý chào cậu bé ngồi tắm. Cậu này đang bần thần vẩy nước bắn tóe loe ra xung quanh, thấy thế thì cau mặt, ngẩng đầu một cái mà rằng, ẻm chã. Thôi, thế mẹ xin lỗi cậu vậy, mẹ thơm cậu nhé. Ẻm chã, bà phó đoan tần ngần hồi lâu lại hỏi, thôi, thế cậu vào cứ tắm cho ngoan, rồi vào ăn cơm với mẹ nhé. Ẻm chã. Ờ, thế thôi vậy, cậu yêu mẹ thì cậu thơm mẹ đi nào. Tức thì cậu bé đứng lên, chào ôi cậu bé, nhưng mà cậu đã nhốn lắm, trần truồng nhõng nhõng, một cậu đứng lên cao tổng ngồng mà hôn mẹ. Cảnh tượng ấy nếu không có giá trị quái gở, ít ra cũng chẳng hay ho, hay kém một tấm ảnh khiêu dâm. Cậu con bảo phó đoan, theo lời bọn gia nhân kém giáo dục thì đã là đủ tư cách lắm rồi. Muốn xóa sự ngạc nhiên trên nét mặt Xuân và ông thầy số, bà này quay lại hậm hĩnh phân bua, con rời, con Phật đấy. Thầy số hiểu ngay đó một ông con cầu tự, chỉ có Xuân hãy giờ vẫn còn ngẩn mặt ra. Bảo phó đoan quay vào nhà, chưa chi đã lấy thấy tiếng khóc chu chéo sướt mướt của cậu bé, bảo quát, chị ba đâu? Cậu bé gào thét, cậu vào với mí cơ, cậu vào mí. Chị ba, mau lên lau cho cậu rồi cõng cậu. Trên lưng người đàn bà, cậu bé khổng lồ ấy còn ngây ngô, run rẩy bắt chước người cưỡi ngựa, miệng kêu, nhong, nhong, nhong. Thấy chướng mắt quá, Xuân không thể chịu được, nó bẩm trong cổ họng, mẹ kiếp, chứ còn với chả cái. Đến cửa phòng khách, bà phó chỉ tay, các người ngồi ở đây chờ tôi. Rồi bà vào một buồng khác. Trong khi chờ đợi, hai người này cứ thấy cậu bé nhớn tướng ấy mặc những áo không mặc quần, ngẩn ngơ ló đầu vào cười, rồi lại giấu mặt đi, rồi lại ló vào cười, rồi lại cười. Cái áo lá bằng lụa mỡ gà, trước ngực có dấu ấn son đỏ to tướng, sau lưng cũng thế, chung quanh cổ một cái vòng vàng đeo nặng trịch, một chiếc khánh vàng với một cái gối quạ. Thấy tiếng chị ba nói như van lơn, cậu Phước, cậu mặc quần vào đi. Ẻm chã, mặc quần vào không ông ấy cười cho đi. Thế bắt ông ấy cho em chơi nhé. Ừ, mặc quần đi thì tôi bắt cho mà chơi. Ẻm chã. Thầy số đá chân Xuân mà rằng, đích con cầu tự thật. Đến đây Xuân mới hiểu ra, gật gù, à.
Này, tinh quái, quái nhỉ, trông bà cụ chủ có vẻ vợ tây lắm. Xuân để tay lên mồm làm một cái xịt rồi khẽ đáp. Chính đấy, ông thầy số thì thào, thế sao nó lại còn có con cầu từ An Nam. Chưa kịp đáp, Xuân đã nghe thấy giọng bà phó. Cậu ơi, cậu yêu quý của mẹ ơi, cậu mặc quần áo vào, cháu ngoan. Rồi bà vào, lần này thì bà đã bỏ cái áo dài, cái khăn vành vành dây, cái áo lụa mỏng dính bên trong lại không có cóc xê. Cái quần lụa mỏng dính làm cho bà chẳng khác gì một tín đồ của chủ nghĩa khỏa thân và làm cho thằng Xuân cảm thấy như mình là một đứa con nhà vô giáo dục. Ông thầy số đứng lên để thủ lễ một chút, bà phó nói hỏi, thầy xem số hay xem tướng? Bẩm cả hai thứ ạ. Đằng nào đúng? Xem số thì đúng hơn. Xem cho tôi một quẻ đi. Bẩm bà lớn cho biết ngày sinh tháng đẻ. À, tôi thế này thì tôi quên, không nhớ rõ. Bẩm thế xem tướng vậy, nhưng không được kỹ lắm bằng xem số. Ừ, được, cứ việc. Bẩm bà lớn tốt lắm, 12 cung chỉ đáng phàn là một cung. Bẩm ấy là cung phối hợp, nghĩa là cung chồng gò má hơi cao. Bà phó cau mày một lúc rồi có ý gắt, sao phàn nàn cái nỗi gì, ông đoan nhà tôi xưa kia kia tử tế lắm với tôi, mà ông phán nhà tôi cũng thế, cũng trung hậu lắm, lúc ông phán nhà tôi chết cũng còn kêu là yêu thương tôi. Ở đời này mấy ai đã hai đời chồng được như thế. Bẩm vâng ạ, nhưng mà theo lối cổ thì thế là lưỡng độ, mà phải bước đến hai bước thì mới đáng phàn nàn. À, có thế chứ, nhưng mà theo dõi kinh kim thì mấy đời chồng cũng được, miễn là tử tế thì thôi. Cụ đoán đúng đấy. Tính nết bà thì nhân đức hay thương người, cụ đoán hay lắm. Cung tài bạch tốt, cung điển trạch càng tốt, mà cung mồ mả tổ tiên bẩm nhờ phúc ấm dễ thưởng được đất. Từ đường tử tử tế tử tức gì thì ra sao, cũng tốt lắm nhưng mà hơi hiếm á. Bà phó đoan lại ra ý không bằng lòng mà rằng, sao lại hiếm, chả gì tôi cũng có hai đứa con rồi, cô Janet và nhà tôi hiện đang đi học sắp thi tú tài, mà cậu Phước đây thì hay ăn trong nhóm, 3 tháng đã thì đúng 11 tuổi, hai đứa con nhà tôi con sao lại hiếm. Bẩm nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô, bao nhiêu con cái theo thánh dạy cũng chẳng đáng kể, còn con danh mà có một cậu thôi theo tôi thánh dạy thế là hiếm. À, ra có một con trai thôi cũng là hiếm. Bẩm bà lớn, liệu bà lớn có còn muốn đi bước nữa? Thôi, tôi đã nhất định nói có vong hồn ông Đoan với ông Phán nhà tôi chứng giám cho, tôi đã nhất định thủ tiết với hai ông, là vì tôi tuy còn trong màng thật, trông mỡ màng thật, nhưng mang tiếng là già rồi, chỉ lên ở vậy nuôi con thôi. Bẩm công tử tức do thế mà là hiếm. Cụ đoán hay đấy, thế số cậu Phước thế nào? Ấy cái Đức Phật ở chùa Hương cho cậu xuống với tôi hơn 10 năm, tôi chỉ lo. Bẩm tốt nhất, số cậu hưởng thụ suốt đời nhàn hạ mà hưởng phú lẫn quý lẫn khang lẫn mệnh ninh ninh. Bà phó cúi đầu một cách kính cẩn khẽ nói, tôi cứ sợ người trần mắt thịt không biết nhiều chiều ý cậu thì cậu lại đòi về. Thầy số sốt sắng cãi, chả lo, trông qua tướng mạo đủ biết tướng cậu thọ lắm, mà bà lớn nhờ có cậu lên sự thịnh vượng lại càng bền vững. Hay hay, cụ đoán thế thì tuyệt nhất trần đời. Bẩm nếu bà lớn nói rõ ngày sinh tháng đẻ thì tôi sẽ lấy lá số tử vi thì có thể biết những sự kiện xảy ra hàng năm, hàng tháng, hàng ngày. Thế kia nữa cơ. Ừ, bẩm vâng, xem số thì kỹ hơn xem tướng ạ. Thôi, thế cụ cứ về khe kẻo khuya, về kẻo khuya đêm nay, nay mai cụ lại chơi giúp cái việc ấy cho tôi nhé. Chị ba đâu tiễn cụ 1 đồng bạc cho xe cho tôi để cụ về. Thế nào cụ cũng lại chờ coi hộ cho tôi đấy. Vâng, bẩm lạy bà lớn, nay mai chúng tôi sẽ đến đúng hẹn. Ông thầy cắp ô chiếu tráp đi khỏi thì bà phó Xuân hỏi hỏi Xuân. Bà phó hỏi Xuân, anh này, anh có biết tôi đã làm gì cho anh không? Hốt hoảng lúng túng vài mất vài phút Xuân mới hỏi, dạ bẩm bà lớn, nếu không có bà lớn thì chúng tôi phải giam tại bóp ạ. Ừ, anh cũng biết ơn đấy, bẩm cái ơn ấy thì chả đời nào con quên được ạ. Anh đừng xưng con với tôi là người văn minh, không phân biệt giai cấp, không chia rẽ sang hèn. Dạ bẩm vâng ạ. Thế anh còn bố mẹ không?
Dạ bẩm tôi mồ côi cả cha lẫn mẹ từ sớm ạ. Tội nghiệp. Thế anh đã có vợ con gì chưa? Dạ bẩm chưa ạ. Tội nghiệp. Thế thì tốt lắm. Bây giờ thời buổi khó khăn cũng không nên có con làm gì vội. Thế anh có biết tôi gọi anh đến đây làm gì không? Dạ bẩm chưa ạ. Chúng tôi chờ xem bà lớn phán bảo những gì ạ. Tôi thì vốn người nhân đức hay thương người, mà anh cũng đáng thương, đương làm ăn mà bỗng mất việc thế thì ắt khổ. Sao anh dại thế? Vẫn biết vừa tuổi trẻ trung thì thường tinh nghịch như anh, nhưng mà phải xem người ta có ưng thuận thì hãy thế chứ. Xuân ngẩn ngơ mà rằng: bẩm con có hiểu gì đâu, tự nhiên người ta đánh con, người ta đuổi con, người ta áp chế. Thôi đi, anh đừng chối. Con tôi có chối cãi gì đâu. Thế anh bị đuổi vì lẽ gì? Tôi đang sửa soạn khăn bông thủng tắm chia cho các hội viên đương lúi húi làm lụng thì ông Tây ấy vào lôi tôi ra đánh mắng, chứ không phải anh đương. Một cách ngây thơ và thành thực nhất, Xuân đáp: tôi đang bị một cái lỗ ống thì chờ ống chỉ trong buồng tắm của đội hội quán. Ồ, thế thì ông Tây ấy bảo anh có phạm tội, sao anh không cãi? Xuân đỏ mặt hồi lâu ấp úng: bẩm ông ấy buộc tội những gì mà thế nào thì tôi biết tiếng Tây đâu. Bà Phó Đoan đứng ngẩn người ra, nuốt sự thất vọng đánh ực một cái. Bà nhớ lại mấy cái lầm từ ngày xưa kia, từ khi bị hiếp, những cảm giác đê mê hiếm có, rất khó tả, rất kỳ quái, cứ theo mãi bà như hình với bóng. Lâu dần việc ấy thành một ám ảnh, bà vẫn ao ước được bị hiếp một lần nữa mà không bao giờ có cái dịp hiếm có ấy tái hiện. Thành thử bà chỉ có hiếp chồng chứ quả thật nói có quỷ thần hai vai chứng giám, bà chẳng được bị chồng hiếp khi nào. Sau khi đọc bộ Kim Anh Lệ Sử, thấy nói ở cái chùa tỉnh ấy sư mô với cứ vờ là Phật để xuống bán con cho những người đàn bà cầu tự, bà tức khắc dò hỏi rồi đi. Bà đã bị tén, lúc về ông phán ban cho con cho bà, chứ chẳng sư mô quái nào. Đến lần này, trước cái vẻ mặt thật thà của Xuân, bà hơi buồn, nghĩ dễ thương nó bị đuổi oan, bà đã hơi cáu, nhưng một ý nghĩ thoáng chạy qua óc bà: anh lên gác này chờ tôi tắm một lát rồi tôi sẽ nói chuyện tại sao tôi bảo anh về đây. Xuân nghe theo, hai người lên thang đến một cái phòng khách nữa. Bà Phó Đọa bảo: anh ngồi đây xem quyển album này mà chờ tôi. Rồi bà vào buồng tắm, một cách chỗ Xuân ngồi có vài bước chân, bà cởi quần áo, đội cái mũ cao su bịt kín tóc, vặn nước máy từ cái bông hoa sen kềm nước chút xuống ào ào. Bà Phó Đoan thỉnh thoảng lại vỗ vào bụng và đùi bì bạch, rồi bà than ôi, trái ngược bà nhòm qua lỗ khóa xem bên ngoài có động tĩnh ra sao. Thì ra chăm chú vào quyển sách, thằng Xuân cứ ngồi nguyên chỗ như thường. Tắm xong bà ra phán một cách ẻo ải: thôi anh về, tôi định đến mai thì sẽ mượn anh, ngày mai anh sẽ đến hiệu Âu Hóa tìm cô Văn Minh thì tôi sẽ nói giúp, thế nào rồi tôi cũng sẽ khỏi thất nghiệp, rồi anh sẽ khỏi thất nghiệp đấy. Bẩm: thôi anh không phải là người thông minh, anh về đi mai sẽ biết, phải hiểu Âu Hóa tiệm may phụ nữ. Xuân tóc đỏ ra đi với mối hy vọng chan chứa trong lòng.